cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng chớp. Và hôm nay thì con đã tách được rất là nhiều hương chớp, trong đó có nhiều mặt hoa khác nhau thì các cô chú mình về sưu tầm. Và cái mặt hoa đầu tiên ngày hôm nay đó là một cái dòng chớp kim cương. Và hiện tại thì cửa hàng bên con địa điểm chi nhánh đang nằm ở đường Hùng Vương, phía sau khái niệm sở nội Long An, nằm ở phường 2, thành phố Tân An Long An nha cô chú. Đây là cái mặt hoa đầu tiên. Dòng này là một cái dòng chớp kim cương. Và cái cây này là cô chú thấy không, nó chớp luôn cả lưỡi rất là đẹp. Và cái mặt sau này nó cũng chớp luôn nha cô chú. Đây là dòng chớp kim cương nè. Và đây là cái hình cây của dòng chớp kim cương bên con. Đây là cái cộng đầu, mã số của nó đó là mã số 1 cộng đầu cho cô chú. Và giá tiền của cộng đầu chớp kim cương mã số 1 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 500.000. Cây này là vẫn còn mắc đầy đủ nha cô chú, chớp kim cương mắc đầy đủ, mã số là mã số 1, giá tiền 500. Và cái kích thước của cộng chớp kim cương đầu tiên ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra đó là mã số 1. Và kích thước thì bên cửa hàng bên con đang đo được từ gốc tới cái đầu ngọn lá tầm khoảng hơn 20cm một tí. Và giá bán ngày hôm nay là 500.000 cho mã 1 nha cô chú. Dòng này là dòng chớp kim cương chuẩn mã số 1, giá 500. Và đây là cái hướng kim cương mã số là mã số 2 nha cô chú. Và cái hướng kim cương mã số 2 này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 400.000 nha cô chú. Và cái cộng này thì đây là cái hướng giữa đã khai thác một mắt rồi nè. Vẫn còn ở đây là một mắt chính nè cô chú. Và ở trên cái thân cộng đuôi nè, cộng đuôi cuối cùng mình nè, nó vẫn còn mắt nha cô chú. Và cái giò thì lên đến nhất tầm khoảng 2 mầm. Và cái giò này thì nó vẫn còn mắt phụ. Và giá tiền của cái mã này là mã số 2, giá bán là 400.000 nha cô chú. Dòng chớp kim cương mã số 2, giá bán 400. Đây. Mã số là mã số 2, giá tiền của nó là 400.000. Và kích thước ngày hôm nay con đo được là 20cm nha cô chú. Hướng này là hướng mã số 2, vẫn còn mắc, giá tiền là 400. Đây là dòng chớp kim cương. Và cái mặt hoa đầu tiên thì con cửa hàng mình coi xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng ben soda. Và cô chú mình thấy cái mặt hoa ben soda thường thôi, cô thấy mình nhìn rất là đã. Và cái mặt hoa này là một cái dòng ben soda đột biến nha cô chú. Cây này là cây ben soda chớp. Và mã số của nó đó là mã số 3, cộng này là một cái cộng đầu rất là đẹp. Cây là bên cửa hàng bên con đảm bảo với các cô chú là về là bật gốc liền luôn nè. Đây là dòng ben soda chớp nha cô chú, mắt đã sưng rất là sáng nè, mầm gốc đã bật lên luôn. Đây là dòng ben soda, cây này là ben soda chớp nha cô chú. Và mã số của nó đó là mã số 3, giá bán ngày hôm nay của cộng chớp ngày này thì cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về mình sưu tầm với giá tiền là 1,4 triệu. Đây là một cái cộng đầu nha cô chú, rất là đẹp, giá 1,4 triệu. Kích thước hiện tại là 25cm. Dòng này là dòng ben soda chớp chuẩn luôn cô chú. Chỉ với giá tiền là 1,4 triệu thôi. Nếu mà cộng này tầm khoảng 1 tháng trước thì con bán ra tầm khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu. Nhưng mà còn 1-2 cộng này con bán rẻ luôn. Ben soda chớp giá tiền là 1,4 triệu. Và mã số là mã số 3, 1,4 triệu cho mã số 3. Tiếp tục mã tiếp theo đó là mã số 4. Cái dòng này là một cái dòng cây chớp. Cây này thì cô chú mình nhìn có thể thấy là mình nó nhớ thấy nó là tựa chứ hồng sắc pháo đó cô chú, nhưng mà không phải. Cây này là dòng chớp đỏ tím. Và cô chú mình nhìn cái mặt hoa này chớp rất là sâu luôn, chớp cực kỳ sâu. Nhìn mặt hoa, hai cái mặt hoa so sánh là mình sẽ khác liền nha cô chú. Dòng này là dòng chớp đỏ tím. Và mã số là mã số 4. Và còn chỉ còn nhất một cộng cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Một cộng như một mầm nha cô chú. Dòng chớp đỏ tím rất là đẹp, mặt hoa là khỏi phải chê rồi. Và đây là một cái cộng đầu chớp đỏ tím của chú đó. Và mã số hiện tại của nó đó là mã số 4. Cộng đầu thì một cái mầm đang lên nè. Và đây vẫn còn một mầm khác nha cô chú, vẫn còn một mầm bên kia đang sưng mắt lên đó. Bản lá rất là đẹp này cô chú. Dòng này là chuẩn đỏ tím luôn á. Và giá bán ngày hôm nay mã số 4 còn bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm cái hướng này với giá tiền là 1,000,000 chẳng nha cô chú. Đang vẫn còn một mắt ở đây nè. Dòng này là dòng chớp đỏ tím chuẩn luôn. Mã số hiện tại của nó đó là mã số 4. Và giá bán ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra cái mã số 4 này để cho các cô chú mình yêu thích cái dòng lan chớp mình mua giùm mình sưu tầm mã số 4 với giá tiền của nó hiện tại đang là 1,000,000 chẳng. Mã số 4 dòng chớp đỏ tím giá 1,000,000. Tiếp tục mặt hoa, tiếp tục đây là cái dòng chớp Susan. Và cái mặt hoa này cô chú mình thấy không, cái dòng này là chớp luôn cả cánh và chớp cả lưỡi rất là đẹp nha cô chú, chớp luôn mặt sau rất là đã. Dòng này là dòng chớp Susan chuẩn. Và cửa hàng bên con thì đang có một cái cộng đầu, nói chung là cây này lực nha cô chú, rất là đẹp. Rễ thì cũng bắt đầu đang xuống rễ rồi, mình về mình trồng sẽ bám rễ liền. Và giá tiền của cái cộng chớp Susan mã số là mã số 5 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền cho các cô chú mình về sưu tầm là 1,200,000 nha cô chú. Dòng này là dòng chớp Susan chuẩn, giá tiền là 1,2 triệu đó. Mắt đã sưng rất là sáng và đang chuẩn bị để xuống rễ nha cô chú. Dòng chớp Susan mặt hoa rất là đẹp, giá tiền là 1,2 triệu. Và mã số là mã số 5,
chớp Susan 1.200.000 mã năm. Kích thước của nó ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang đo được, kích thước của cọng này là 14 cm nha cô chú. Giá tiền là 1.200.000 chớp Susan. Tiếp tục mặt khoa tiếp theo, đây là cái mặt khoa chuồng 42 nha cô chú. Và cây bên con là con mới vừa có một hướng rất đẹp cho các cô chú mình về sưu tầm, một hướng chính và một hướng cũ nha cô chú. Dòng này là dòng chớp chuồng 42. Và đây là cái mặt hoa chớp chuồng 42, cái hình cây nha cô chú. Mã số là mã số 6. Giá tiền con bán ra cọng này là 500.000. Cái cọng này thì hiện tại đã khai thác 2 mắt và nó vẫn còn một mắt chính nha cô chú. Con chỉ khai thác 2 mắt phụ thôi. Con khai thác một mắt chính và một mắt phụ á. Ở đây thì còn một mắt chính nè. Đây. Đây là mắt chính nha cô chú, một mắt chính nè. Cọng này thì vẫn còn một mắt chính và một mắt phụ luôn cô chú, tổng cộng là còn 2 mắt. Và giá bán cái cọng này ngày hôm nay mã số là mã số 6, chỉ với giá tiền là 500.000 cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Mã 6, dòng này là dòng chuồng 42 nha cô chú, còn một mắt chính và một mắt phụ, giá 500. Tiếp tục đây là cây chuồng 42, mã số là mã số 7, con bán ra với giá tiền là 1.3 triệu nha cô chú. Kích thước của này hiện tại đang là gần 20 cm nè cô chú, giá là 1.3 triệu. Và nó đang có tổng cộng là 2 mầm chính và 1 mầm phụ nè, tổng cộng là 3 mầm. Đây là dòng chuồng và cây này là cây chuồng 42 chuẩn nha cô chú. Mã số là mã số 7, chỉ với giá tiền các cô chú mình về sưu tầm là 1.300.000 mà 7 thôi. Dòng này là dòng chớp chuồng, cây này là chuồng 42 chuẩn, đang lên 3 mầm rất là đẹp nha cô chú. Cây đã cho hoa chính chủ nên các cô chú mình cứ yên tâm mua về sưu tầm. Mã 7 giá 1.300.000, chuồng 42. Và đây là cái hình cây của cái giò Ben Suda nha cô chú. Và Ben Suda thì mình đã quay clip rồi, mã số 3 hồi nãy đó cô chú. Cô chú mình kéo là mã số 3 mình xem cái mặt hoa. Và nguyên cái giò này thì có thể thân già này mình về mình làm kia được nha cô chú. Nè, mắt đã sưng nè, về làm kia ok. Đang có một kia đầu ngọn nè cô chú. Đó. Dòng này là dòng Ben Suda chớp. Này. Rất là đẹp nha cô chú. Đang có một cái cọng đầu rất là lực đã đứng ngọn rồi nè. Và cái thân dài nhất của nó hiện tại lên tới ở mức là gần 30. Cái mầm này thì được khoảng 13 cm nè cô chú. Dòng này là dòng Ben Suda chớp và mã số là mã số 8. Giá tiền cũng bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm là 1.500.000 nha cô chú. Đây là dòng Ben Suda chớp giá 1.500.000, mã số 8. Tiếp tục mặt hoa tiếp theo, cái dòng này là dòng chớp Gilby Gold nha cô chú, mặt hoa chuẩn như hình. Và có đây có một giỏ nó đang có rất là nhiều mầm luôn cô chú. Và giá tiền con bán ra là 1.300.000, dòng này là dòng Gilby Gold chớp nha cô chú. Chỉ với giá tiền là 1.300.000 thì các cô chú mình về sưu tầm thôi. Gilby Gold chớp. Đây là cái hình cây Gilby Gold nè cô chú mình nhìn không? Thân này nè, rất là mập luôn. Cọng đầu này rất ú nụ nè cô chú, vừa mới đứng ngọn thôi. Cây này là xuống rễ thuần chậu nha cô chú. Gilby Gold. Và giá bán cái chậu này con bán ra là 1.300.000. Mã số hiện tại của nó đó là mã số 9 nha cô chú. Giá 1.300.000, mã số 9. Dòng này là dòng chớp Gilby Gold chuẩn nha cô chú. Mã 9, 1.300.000. Và kích thước của nó thì trung bình tầm khoảng cỡ tầng gần 10 cm đó cô chú. Cộng đầu này là gần 10 cm nè. Dòng này là dòng Gilby Gold chớp. Giá là 1.300.000, mã 9. Và đây là cái mặt hoa chớp Susan. Cái mặt hoa này là nó giống cái mã số 5 đó cô chú. Tương đương mã số 5. Cái này thì hiện tại đã hết mắt rồi, nó còn một cái mầm này duy nhất thôi. Và cái thân này mình có thể mình làm kia được nha cô chú. Và giá bán nguyên cái chậu này con bán ra với giá là 1.200.000. Đây là mã cuối cùng, mã 10. Kích thước là gần 20 nha cô chú. Giá là 1.200.000, dòng này là dòng chớp Susan. Đã xuống rễ thùng chậu ra, mầm đã lên rất là sáng luôn nè cô chú. Dòng này là dòng chớp Susan, mã số cuối cùng mã 10, giá tiền là 1.200.000 mã 10. Đây là mã số cuối cùng chớp Susan. Và hiện tại là con chỉ mới vừa tách được một số cọng và một số chậu thuần chậu cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường 4 Tuyên Chánh, Tân An, Long An.